Vào cuối tháng 11 năm nay, năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Festival rừng tại khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên một Festival rừng được tổ chức tại nước ta. Theo đó, Festival rừng sẽ diễn ra trong 3 ngày tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và vườn quốc gia Cát Tiên, cùng nằm trong khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai với chủ đề Rừng, báu vật thiêng liêng. Trong khuôn khổ festival, chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, hội thảo chuyên đề, hội thi tay nghề truyền thống sẽ được tổ chức nhằm ca ngợi rừng, bảo vệ các nguồn lợi từ rừng. Mục đích của sự kiện này là giới thiệu, quảng bá rộng rãi tài nguyên rừng của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng, tôn vinh các nguồn lợi, giá trị mà rừng mang lại cho con người, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học.